Thăng là thành viên tổ đồng thuận, nhưng vì không có hành vi chống lực lượng chức năng ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020 nên chưa hề bị bắt, xử lý. Bà này cùng với Lê Đình Kình là một trong số 6 đảng viên cầm đầu khiếu kiện trong tổ đồng thuận, là cánh tay đắc lực chuyên kích động, dẫn dắt đám tay chân trong tổ đồng thuận chửi bới, đe dọa cán bộ xã, gây mất an ninh trật tự tại đồng tâm tuy nhiên sau khi băng đảng lê đình kình tan giã phần lớn bị bắt xử lý toàn bộ vụ án bị phơi này thì hoàng thị thăng cũng như một số thành viên khác còn lại trong tổ đồng thuận lại công khai thể hiện thái độ bất bình với lê đình kinh và số cầm đầu nhóm này mới đây tại đại hội tri bộ thôn hoành hoàng thị thăng cùng với một số đảng viên khác công khai phát biểu phản đối việc vợ con lê đình kình gặp gỡ với đối tượng chống đối chính trị lên án bà dư thị thành cũng lưu manh chẳng khác lê đình kình trước đây Cùng với đó, điều bất ngờ nhất là việc Hoàng thị Thăng thẳng thắn thừa nhận những hành vi sai trái của mình trước đây khi ủng hộ, tham gia cùng Lê Đình Kinh gây mất an ninh trật tự tại Đồng Tâm trong một thời gian dài. Hoàng thị Thăng đã chỉ mặt Nguyễn Hạ Thuân xóm 6, Bùi Quốc Huy xóm 7 là những cụm trưởng cụm dân cư hiện nay vẫn đang ủng hộ, đứng sau kích động dư thị thành và thân nhân một số gia đình bị các lực lượng chức năng bắt ngày mùng 9 tháng 1 năm 2020 có hành vi xuyên tạc, nói xấu chính quyền dù chưa rõ bà hoàng thị thăng và một số thành viên còn lại trong tổ đồng thuận như lê đình nguyệt hoàng thị luận đã thực sự ăn năn hối cải hay chưa nhưng ngay việc họ công khai thừa nhận sai lầm tố cáo thân nhân ông lê đình kình và những kẻ hậu thuẫn phía sau là một tín hiệu tích cực đáng ghi nhận còn nhớ, từ giữa năm 2019, nội bộ nhóm Tổ Đồng Thuận đã có dấu hiệu mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền tài trợ, ủng hộ và dò gì bàn ăn chia nội bộ băng nhóm này, khiến dư luận thực sự sốc vì lượng tiền tài trợ quá lớn và sự tranh lệch giữa bố con ông Kình với các thành viên Tổ Đồng Thuận khác quá xa nhau. Gần ngày bị xử lý, một thành viên tổ đồng thuận công khai sử dụng Facebook tố cáo ăn chia không đều, hậm hực với cha con Lê Đình Kình vì anh ta cống hiến, không thua gì bố con ông Kình, thậm chí xông pha mạo hiểm hơn, mà số tiền được chia chưa bằng 10% bố con ông Kình. Từ đó có thể thấy, bản chất lưu manh, cơ hội, lợi dụng khiếu kiện làm tiền của bố con ông Kình và số cầm đầu gây rối ở đồng tâm rất rõ ràng, nên việc băng nhóm này bị xử lý khiến người dân đồng tâm và chính đồng bọn của họ cũng phải ủng hộ. Qua đó mới thấy bản chất lưu manh, cơ hội không kém của những kẻ tự nhận là nhân sĩ, trí thức yêu nước khi công khai hậu thuẫn, cổ suy thậm chí suy tôn, đánh bóng tên tuổi Lê Đình Kình, chỉ vì động cơ chống đối và muốn lật đổ chế độ như Nguyễn Quang A, Huệ Chi, Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang, Andre Menras Hồ Cương Quyết.